À, tất nhiên là thầy thầy sẽ không làm. Thôi tập trung đi. Thôi tập trung nè. Hello, hello. Như vậy đối với lại cái bài lắp 2 bài 1 nè, thầy sẽ không thiết kế giống y chang mà thầy chỉ nói một số cái mà các bạn cần quan tâm thôi. Như vậy ở đây cái phần trên này là mình đã làm rồi, shape ID là làm rồi, full name đã làm rồi. Được chưa? Như vậy thì nó giống giống như vậy thôi. Bây giờ thầy chỉ cần mở rộng thêm ở cái chỗ là làm sao để mà bạn thêm được cái combo box. Combo box đưa vào đây. Như vậy cái phần item này của các bạn thì chúng ta sẽ có ở trên này nè, cái mô đồ nè, item đưa vô. Thì chúng ta sẽ cho vô đây là Việt Nam. Rồi, phẩy. Ví dụ như là Hàn Quốc. Phẩy Nhật Bản. Rồi, như vậy là xong. Chúng ta view lên, chúng ta sẽ thấy Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản. Rồi, chúng ta chọn vào và chúng ta đặt label cho nó, đặt đặt variable cho nó, tên cho nó. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có đến cái phần là male female. Chú ý chỗ này. Đối với chỗ này chúng ta sẽ chọn ví dụ như là thay vì chỉ có vậy thôi thì thêm một cái nữa, thầy sẽ chọn chỗ này là giới tính chẳng hạn. Hoặc là thầy chọn là đồng ý hay không đồng ý. Đó, thầy không có để là giới tính nữa. Yes, no. Rồi, ví dụ như vậy. Rồi, thầy sẽ cần các bạn chọn cho thầy là yes or no. Rồi. Chạy hoài vậy. Rồi, chỗ này thì sẽ đặt là yes. Copy. Tạo thêm một cái nữa. No. Rồi. Bây giờ mình view lên mình xem nè. Yes. No. Giờ sao đây? À, tạo cho nó một group. Rồi, mình sẽ có một cái nhìn bên này nha, nhìn bên này. Mình sẽ có cái button group. Lấy chuột kéo vào đây. Thả. Thì ở trong này không thấy gì hết. Nhưng mà thực chất nó đã tạo ra được cái đối tượng đó rồi. Component order. Là không thấy gì hết, nhưng mà mình thấy nó ở đây. Đó. Như vậy thì các bạn có thể đổi tên, đổi cái tên biến cho nó với tình group 1 ha. Ví dụ như bạn có thể đổi nó là btn group z no, ví dụ như vậy. Bạn muốn đặt thành cái tên riêng bạn, ok. Và đối với lại cái nút z, các bạn sẽ chọn với tình group là với tình group z no. No cũng vậy, bạn chọn cùng cái này, nó giống như là mình chọn gì ta, đâu rồi, giống như là trong 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 CSS thì mình chọn gì, đặt cùng gì nè, à đặt cùng cái name cho nó như vậy. Yes no. Nếu như ở trong cái form của bạn mà nó có thêm một cái khác nữa, không phải là yes no, mà bạn sẽ cho một cái lựa chọn khác, thì bạn lại thêm một cái button group khác. Mà cứ những nút nào mà cùng button group thì nó đi theo chung với nhau. Và sau này mình bắt thì mình không bắt cái z hoặc cái no, mà mình lấy là lấy giá trị của thằng button group z no nè, để mình biết được là nó chọn z hay chọn no, nó trả về cái value của nó. Đó, như vậy thì mình sẽ dùng cái này. Như vậy là mình đã xong cơ bản là
Đây. Rồi cái status này nó giống như là remember me. Cái này nó là cái gì? Cái note này là cái gì? À ok. Như vậy cái note này thì chúng ta sẽ dùng cái test area này, nó giống y chang như là HTML, không có gì khác hết. Rồi mình đặt cái test nó vô đây. Mình kéo rộng nó ra. Đó. Kéo rộng. Ở đây là nó tự canh ha, tự canh trên tự canh dưới. Vậy thôi. Xong. Mình cũng đặt tên cho nó. Gì nữa nào? Rồi, các cái nút này thì tạo thêm nút đó. Nút mình cũng tạo được rồi. Ok, như vậy xong bài 1 ha. Đối với bài 2, chúng ta sẽ tạo ra một cái form, một cái table giống như vậy. Như vậy đối với bài 2 này thì các bạn sẽ tại thời điểm này thì các bạn có thể tạo thêm cho thầy một cái reframe hoặc một cái remainder cũng được. Không có vấn đề gì hết. Và tạo là lab 2. À, bài 2. Bài 2 đúng không? Lab 2 bài 2. Các bạn sẽ chèn cho thầy một cái table vô đây. Như vậy cái table khi các bạn chèn vào thì nó sẽ có cái dữ liệu có sẵn của người ta. Vậy làm sao để mình thay đổi cái dữ liệu này? Làm sao thay đổi? Thì các bạn sẽ click chuột phải, các bạn chọn Table Content. Và ở trong này mình sẽ thay đổi nó bằng cách Column. Mình thay đổi Title. Ví dụ thầy thay đổi là số thứ tự. Còn các bạn thay đổi theo lab nha. Họ tên. Và cái tiếp theo là điểm. Rồi, cái tiếp theo không cần xóa nó đi. Thầy có 3 cột. Ok. Rồi còn nhiều thứ khác phía dưới các bạn có thể chọn. Bây giờ đến dòng số thứ tự thầy để là số 1. Họ tên Nguyễn Văn An, điểm 9, enter số thứ tự 2 và Trần Gia Cát, ví dụ điểm 8, ví dụ bạn số 3 Bùi Anh Minh, ví dụ điểm 10. Ok, đóng lại và mình đã có được cái bảng của chúng ta rồi. Đó là với bài bài 2, mình thêm load, thêm store và test. Các bạn đặt ở đây test field, test id, mẫu cho nó là để làm gì? Để làm gì? Đây là những cái ở phía trên chúng ta chú ý ha. Đặt theo đúng cái này, đặt cái tên biến cho nó. Ủa vậy cái này mới bài 1 mà, qua bài 2 đâu. Nè, mới bài 1 mình nhầm tí rồi. Rồi qua bài 2, giao diện này sẽ sử dụng cái tab panel, tab panel, và làm ra được hai cái tab này. Vậy thì làm sao để làm ra được hai cái tab này đây? Rồi mình sẽ làm thêm một cái nữa là bên này là editor, bên này là list. List thì mình đưa cái danh sách các bạn vô. Bây giờ các bạn sẽ tạo thêm cho thầy một cái mới, và cái mới này bạn cũng có thể tạo banner cũng được, tạo frame cũng được, tùy. Nếu như mà trong cái project của các bạn á thì mình tạo một cái frame thôi để cho nó chạy, còn những cái khác thì mình tạo banner là đủ, không cần tạo frame bởi vì nó nhiều hàm main quá, không cần. Rồi ok.
mình sẽ nêu một cái frame thử coi nào. Ok, cái đây mới là bài 2 nè, thực sự là đúng không? Đây mới là lớp 2 bài 2 nè. Ok, lớp 2 bài 2. Rồi. Mình sẽ có cái này. Đâu rồi? Đây. Happen. Đưa vô đây ha. Mình kéo rộng hết cỡ ra để cho nó neo cái biên. Nó neo biên là khi mà mình kéo cái này đi thì nó tự rộng thêm. Thử nè. Mình đưa cái level vô, đưa cái test vô, kỳ vậy. Vậy giờ sao, làm vậy đâu được đúng không? Như vậy thì để tạo, các bạn sẽ đưa cái banner này vào cho thầy ha, đưa banner này vào đây. Rồi cái banner đầu tiên không có gì hết, không có gì hết, nhưng ở trong này bạn có thể tạo giống như một cái banner bình thường mà mình đã tạo ở bài trước. Bạn muốn làm gì trong này cũng được hết. Đó. Được chưa? Và nếu như bạn muốn tạo một cái tab mới thì bạn kéo vô một cái banner mới và rê con chuột làm sao mà nó xuất hiện cái màu vàng xung quanh như thế này. Thả ra thì mình có tab 2. Và bên tab 2 này bạn muốn làm gì đó bạn làm. Đó, bên tab 2 muốn làm gì đó làm. Rồi, ok. Rồi. Như vậy thì khi chúng ta view lên, chúng ta có tab 1 là này, tab 2 là này. Như vậy cái tab 1 của mình nếu như cần thì các bạn design lại, còn không thì chúng ta kéo từ cái panel bên kia qua, nhưng mà mình cứ design lại đi, làm cho nó quen tay. Còn đến bài sau thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy từ cái có sẵn qua thì nó nhanh hơn, nhưng mà tại thời điểm này thì các bạn cứ design lại là ok. Như vậy là mình đã có được cái bài 2 rồi. Đối với lại bài 3, cái này mình mới làm xong rồi và yêu cầu rằng action của chúng ta là để không để trống username và password, vậy bắt đầu mình validate nó, mình kiểm tra nó. Nếu như khi mình nhấn vào nút login mà dữ liệu còn trống thì báo lỗi. Nếu như nhấn vào login mà dữ liệu còn trống thì báo lỗi. Rồi, nếu tên đăng nhập bằng FPT và password bằng Fpoly thì thông báo là đăng nhập thành công. Nếu có tích vào remember thì tài khoản sẽ được ghi nhớ, thông báo một cái message ra. Đưa ra thông báo phù hợp tùy các bạn. Rồi, nếu mà reset thì xóa trắng, thì người ta đang nói ở đây login và reset. Thầy không biết cụ thể, thầy chỉ nói làm sao để các bạn lấy được cái giá trị đó. Thì dưới này người ta nói là sử dụng cái get và set. Vậy thì trong đoạn code mà chúng ta làm, ví dụ hồi nãy ở cái demo phần 1, cái login thầy đã đặt cho cái username một cái biến là tt username và tt password, thì mình sẽ đặt vô đây txt password. Và trong cái code login này nè, ví dụ các bạn dùng cái string khai báo một cái biến string username và mình lấy cái biến là tt username get test là mình lấy được cái giá trị của nó. Còn cái việc bên trong bạn validate nó thì bạn if username, ví dụ như if username này nè mà bằng rỗng
và password bằng rỗng thì làm gì đó, đúng không? Thì mình get được rồi thì mình set thôi. Còn thầy get xong thầy làm gì? Thầy thông báo lên là đã đăng nhập thành công. Thì thầy ví dụ cho các bạn thôi, chứ thầy không có có làm cụ thể phần này. Như vậy chỗ này thầy rin file. Sau khi thầy rin file xong, chỗ này thầy gõ vô username, ví dụ Quang Bình, password 123, ok, remember, chọn login. Nó báo là Quang Bình đã đăng nhập thành công. Như vậy mình đã get được cái dữ liệu lấy từ cái username này xong. Như vậy việc của các bạn là các bạn viết code thêm thôi. Việc của các bạn là viết code thêm, chứ thầy không có biết. Như vậy ở đây action. Như vậy thì trong cái phần này thầy chỉ gợi ý cho các bạn một số cái nè. Thứ nhất là với một cái nút bạn có thể thêm action cho nó bằng cách click chuột phải chọn event, và trong này có rất nhiều event. Và cái mà thầy viết rồi thì nó màu đậm, bởi vì cái action này của thầy là click. Rồi bạn có thể ví dụ như là đối với bottom thì mình chỉ có là click thôi, nhưng mà giả sử đối với lại cái username này bạn kiểm tra luôn, ví dụ như là hồi nãy mà thầy đặt tên ở đây nè, bây giờ thầy thử lại chỗ này các bạn sẽ thấy là nó kiểm tra validate ngay chỗ này luôn. Lab 2 bài 2, bây giờ thầy gõ lại chỗ này lab 2 chấm, thấy báo lỗi liền không? Vậy báo lỗi này là sự kiện gì đây? Nó bắt sự kiện gì mà nó báo lỗi liền hay vậy? Tùy ha. Ví dụ như bạn click chuột phải lên đây, bạn chọn event, trong này bạn sẽ có những cái ví dụ keypress. Vậy bạn bắt cái sự kiện keypress để bạn kiểm tra, bạn get cái chuỗi ra và bạn kiểm tra cái chuỗi đó mà có dấu chấm thì sẽ validate ngay. Ví dụ như vậy thì mình bắt cái sự kiện, tùy theo cái sự kiện mình muốn thì mình bắt. Rồi ví dụ như là chuột đưa vào, chuột click hay là chuột làm gì đó, hoặc là móc chuột thì làm gì đó, chuột mouse mua vào hay là làm gì, nó có những cái sự kiện liên quan đến chuột, liên quan đến bàn phím, liên quan đến các cái phương thức đưa dữ liệu vào hoặc là focus. Nếu như mình có thể bắt focus giống cái bài CS, là khi mà focus đến cái đối tượng nhập đó thì nó chuyển thành màu vàng chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì cái này là sự kiện focus. Như vậy trong này có rất nhiều cái sự kiện chứ không phải là chỉ một cái. Các bạn có thể mở rộng. Bây giờ nếu như các bạn chỉ viết clip thôi thì các bạn double vô đây là nó cho mình cái sự kiện click. Còn nếu như mà bạn viết một cái sự kiện khác, ví dụ như chỗ này, bạn viết sự kiện khác khi test change. Ví dụ bây giờ thầy sẽ thử nha. Thầy sẽ thêm một cái vùng vô đây. Cái này là thầy để là test thôi. Thầy để là kiểm thử thôi. Cái này nó đang bị giờ. Nó đang bị nhảy so với lại cái đối tượng khác, nó không cho. Thôi bây giờ vậy đi, bỏ cái đó luôn đi. Thầy đưa xuống đây đi. Test area. Rồi. Bây giờ cứ ở trên này gõ chữ gì thì dưới này xuất hiện chữ đó. Mình thử coi nè. Ở trên này mình sẽ thêm một cái sự kiện là keypress. Keypress ở đây thì mình sẽ lấy cái txt area test chấm set test, lấy cái gì vào
XT XT username chấm get get test. Ok, thử coi. Cái này là nó nằm ở đây đúng không? Trên này gõ chữ A. Đó, key press. Tại vì mình làm key press mà. Khi nào mình enter kia. Còn nếu như mà bạn có thể sử dụng một cái khác, một cái sự kiện khác. Đó, như vậy chỗ này khi mà mình gõ vô. Đó. Ok, thì ở dưới nó sẽ xuất hiện cho mình. Như vậy mình bắt một cái sự kiện mình xử lý trong đó. Như vậy trong lúc key press này thì mình không có phải xuất dưới đây mà mình kiểm tra cái này có dấu chấm hay không, nếu có dấu chấm thì báo lỗi, ví dụ như vậy. Ok, như vậy là mình đã làm xong cái phần validate rồi đó các bạn. Rồi gì nữa nào, người lập trình sử dụng quản lý. Nếu như ở bên kia mà bấm là new user, bấm là add thì đẩy qua đây, đẩy qua cái list này. Ok rồi, tạm thời mình làm đến đấy thôi, bây giờ làm nhiều quá tẩu hỏa nhập ma. Làm đến đó thôi nha. Rồi cái bài này hôm sau hướng dẫn tiếp, cái này cũng khá nhiều đó. Nếu mà lắp lắp lắp